Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 9 tháng 10, Trịnh Duy Khánh 1991 ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, cùng với một số đối tượng khác đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa tại nhà L. T. B. ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Tham gia đánh bạc gồm có 5 con bạc đến từ các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân và một số đối tượng khác đi cùng. Để chuẩn bị cho việc đánh bạc, Khánh đã thuê một số đối tượng canh gác, chở các con bạc đến và làm người xóc cái. Riêng Khánh là người trực tiếp chuẩn bị các công cụ, phương tiện để đánh bạc như bát, đĩa, con dị, chiếu và thu tiền hồ của các con bạc với số tiền là 1 triệu đồng. Trong quá trình đánh bạc, Nguyễn Kim Vũ 1981 ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có đưa cho Phạm Thị Hoàng 1981 ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cầm hộ số tiền 250 triệu đồng. Khi thua bạc, Lê Xuân Hảo 1988 ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân có vỏ dây hồng số tiền 200 triệu đồng, Hồng hỏi ý kiến thì được Vũ đồng ý đưa cho nên Hồng đã đưa cho Hảo dây số tiền trên. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hảo tiếp tục dây Hồng tiếp 200 triệu đồng nhưng Hồng không đồng ý nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng mắng nhau. Lúc đó, Hảo đã giật chiếc túi xách của Hồng và lấy số tiền khoảng 200 triệu đồng rồi cất vào trong người. Thấy vậy, Nguyễn Quỳnh Anh 1989 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội là người đi cùng Hồng khi đánh bạc, đã chạy lại để lấy lại chiếc túi xách cho Hồng thì bị Hảo và một số đối tượng đánh và ngăn cản lại. Sau đó Hảo lấy một khẩu súng tự chế đe dọa và bắn về phía Quỳnh Anh nhưng không trúng. Hảo đã hô hoán đàn em đuổi theo và bắt giữ Nguyễn Quỳnh Anh đưa lên ô tô chở đến quán cà phê Tuấn Hải. Trên đường đi, Hảo đã yêu cầu Quỳnh Anh lấy tiền trong túi bỏ vào hộp đựng đồ giữa ghế tải và ghế phụ theo khai báo của Nguyễn Quỳnh Anh thì số tiền khoảng 205 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, bắt người trái pháp luật, khởi tố 12 bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng gồm Lê Xuân Hảo 1988, Phạm Quang Trường 2000, Lê Hồng Sơn 1998, đều ở huyện Thọ Xuân, Lô Văn Lương 1984, Lê Đăng Tới 1990, Lê Văn Quang 1970, Phạm Thị Hoàng 1981, Lê Đình Dương 1984, Nguyễn Thế Dinh 1979, đều ở huyện Thường Xuân, Nguyễn Quỳnh Anh 1989, ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Trịnh Duy Khánh 1991, ở Cẩm Thủy. Đồng thời, ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Kim Vũ 1981, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.